Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về giá của Ethereum. Ngay bây giờ là 10 giờ 51 phút tối ngày 31 tháng 5 2023. Và giá của Ethereum ngay bây giờ là 1857. Vừa rồi cái sự đẩy đưa giá mạnh lên như vậy thì nó dựa hoàn toàn vô, cũng giống như Bitcoin, dựa vô cái nóc nhà nợ của nước Mỹ đã được giải quyết. Nhưng ngay bây giờ thì chưa. Hai cái nhóm Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn còn đấu tranh để giảm tăng nợ thêm. Ok, thì thống kê cho thấy dựa theo những cái thông tin và nguồn tin mình có thì cuối ngày thứ tư, ngay bây giờ là sáng ở bên, ngày cũng là ngày thứ tư nhưng mà sáng ở bên Mỹ, có nghĩa là sáng ở Việt Nam thì cái công việc đó có thể giải quyết. Ok, thì đó là cái nguồn mình cập nhật được, có thể là giải quyết xong. Từ vừa rồi giá là nó đi một cái vèo đi lên, sau đó có thông tin đồn là lúc mà để ra tòa để ký mấy cái người mà ghi về luật á, ok, làm ra luật á, để ký vô đó, văn bản á, thì người ta vẫn còn cạnh tranh với nhau. Và sau khi nó lên như vậy thì nó làm một cái U, đi một cái U vèo đi xuống. Ok, nhưng đây có những con giá bạn nên quan tâm cho những giờ tới đây. Nó nói lên những cái mốc giá, nó nói lên cái câu chuyện là tiếp tục sẽ xuống xuống và xuống hoặc lên lại, để mà cái trend này nó tiếp tục đi lên. Ok, có thể là ngày mai, đúng không? Ngày mai sáng sớm mình ngủ dậy là cái thông tin nó đã được đẩy ra rồi. Số đông người Việt Nam mình là ngủ, không có thức nghe, không có thức qua đêm nghe, qua đêm để cập nhật những cái thông tin đó, để chốt những cái đơn mà rất là ngon lành. Ok, bởi vì bạn quá bần ngủ. Thì cái con giá bạn nên quan tâm là nếu nó vẫn còn nằm ở dưới 1918, đúng không, vẫn còn nằm dưới 1918 thì cái đà của mình sẽ xuống xuống và xuống, còn xuống nhiều lắm. Ok, và cái con xuống mà cái gọi là cái chống lưng mà nó rất là mạnh vừa rồi, còn cái chống lưng là cái con số là 1760, ngay bây giờ là 1850 mấy, gần 60, có nghĩa là nó rớt xuống $100 nữa, 1760, là cái đó là cái tín hiệu đóng dấu là bạn sẽ gặp những con số tệ hơn. Và cái này, đây là cái tín hiệu thứ hai nữa nha, dựa theo những cái gì mình thấy trên bàn là 1736, nếu nó cắn hai chỗ đó thì bạn nên chuẩn bị cho cái con số là 1660, nó sẽ rớt xuống thêm $100 nữa, 1660. Cái trend này nè, nó có thể tới được $3,000 hoặc hơn, nhưng có thể là nó phải xuống trước khi nó lên. Nếu nó không nằm trên được cái con giá, nó không đi lên lại được cái con giá 1918, có thể là cái chủ nhật vừa rồi cái sự mà đẩy đưa của cái vấn đề nợ của nước Mỹ đã được giải quyết nghe, nó đẩy đưa lên con giá nó tới là 1920 mấy đồng lận, thì có thể cái đó là điểm đỉnh của nó vừa rồi, thì bây giờ nó phải hồi lại. Và cái con giá xác suất rất cao trong những video trước đây, lúc mình ngồi trước cái màn hình mình chia sẻ cho bạn. Và đây là có thể là cái tập 15, 13, 14 gì rồi, và mình sẽ cố gắng đi lại để bỏ thêm là tập mấy để cho bạn ok đi theo nó một cách dễ dàng hơn. Ok, thì đó là một sự yêu cầu của một người rất là thân thương trong gia đình thứ hai của mình, thì mình sẽ làm. Còn thường thường những cái người mà vớ vẩn hỏi những cái thông tin đó thì mình khóa tài khoản bạn thôi, chứ mình không làm những thứ đó. Ok, riêng một cái bạn nghe, hôm nay có một người bạn là ở trên Twitter, mình nhắc bạn luôn, đừng có đẩy đưa bạn mình. Mình hứa với bạn trong cái thị trường này, tiền điện tử và Bitcoin, không có ai làm qua mình đâu, ngoài trừ mình mệt lắm, mình khan tiếng thì mình không làm thôi. Nhưng ngay bây giờ mình vẫn làm cho bạn này. Hồi cho nếu bạn coi cái video Bitcoin vừa rồi trong văn phòng thì mình đã khan tiếng rồi.
mình đã hết sức rồi, mình đã mệt rồi, mình cũng sớm, hôm nay mình ngồi dậy dậy khá sớm, nhưng mình vẫn còn ngồi đây để làm cho bạn. Và nhiều lúc mình sức qua đêm, một ngày mình nhiều lúc mình ngủ 3-4 tiếng, nhiều lúc mình chơi 24 tiếng còn hơn luôn. Còn nhiều lúc thì mình ngủ hơi nhiều nha, nhiều lúc mà mình đuối quá thì mình ngủ. Thì mình có thể nói, hứa với mọi người một lời, một thứ để cho mọi người hiểu mình. Bất cứ trong một cái phòng nào, một cái trò chơi nào, một cái gì mình đã dính vô thì mình sẽ trở thành số 1. Mình sẽ đẩy tất cả mọi thứ về gọi là sức lực, về vấn đề học hành, về vấn đề cập nhật thông tin, hay là bất cứ cái gì mình dính vô thì mình bỏ 1000% vô đó lận. Thì chừng nào nó có tín hiệu thì mình sẽ cung cấp cho bạn. Còn bạn thấy mà mình quá chậm trễ hay là gì đó, có nghĩa nếu mình chưa ra video cho bạn thì bạn phải dùng cái video cũ chấm hết. Có nghĩa là cái video cũ vẫn còn sử dụng được. Thì nó là vậy. Nếu mình chưa có cái video mới thì bạn sử dụng cái video cũ. Đó là cái tín hiệu, cái thông tin mà có thể áp dụng được lúc đó. Chừng nó có cái mới là mình cập nhật liền cho bạn. Mình không quan trọng thời gian. Có thể là 2, 3, 4 giờ sáng bạn nhận một cái video. Nhưng đừng bao giờ thúc đẩy mình. Mình hứa với bạn, mình sẽ khóa tài khoản bạn và không kết nối với bạn. Bữa đây, nghe, mình không có đi theo bất cứ một cái chương trình và lịch trình hay là một cái thúc đẩy gì của bất cứ một cái con người nào hết trong xã hội này. Và cái đó là cái tính chất của mình từ nhỏ đến lớn như vậy. Nghe, ở đây không có ai là chủ mình hết. Mình là mình, chấm hết. Thì mình nói thẳng luôn cho bạn biết, cái bạn đó nhắn thì bạn cẩn thận. Một lần nữa thôi, mình khóa tài khoản bạn và không kết nối với bạn. Tại vì mình làm á là mình bỏ hết 1000% vô tất cả mọi việc mình làm. Và bạn đang hỏi mình làm thêm 1500%. Mình chỉ làm được 1000% thôi. Nghe. Với cái mức nhanh nhất có thể. Còn bạn muốn hỏi thêm thì đi chỗ khác chơi. Nó là vậy. Bất cứ một cái phòng nào mình bước vô, mình không quan trọng. Mình có thể là ngu hơn người khác, không khôn hơn người khác, không có bằng cấp hơn người khác, nhưng bất cứ cái cuộc chơi nào, mình cũng là người gọi là kiên nhẫn nhất, chăm chỉ nhất, đẩy mình nhiều nhất trong tất cả cuộc chơi, về thể lực, về tất cả mọi thứ. Thì nó là vậy. Đừng bao giờ thúc đẩy mình. Bởi vì mình những cái này mình làm á, bởi vì về đam mê. Ok. Và mình nghĩ những cái gì mình đã cung cấp thì nó khá là ok. Đừng bao giờ thúc đẩy mình. Vậy thôi. Thì là cái con số là nó, nếu nó nằm ở dưới 1918 thì rõ ràng bạn sẽ thấy những con số thấp hơn. Ngoài chừng đi lên lại đến 1918, mà thấp hơn đi xuống thì có thể ngay bây giờ, nghe, xác suất là đi xuống thì gặp đâu khoảng có 1660, và tệ lắm thì là 1530, rồi sau đó mới có một sự tăng trưởng đi lên lại $3,000 hoặc hơn cho cái giá của Ethereum. Ok, đó là tất cả những thông tin mình muốn chia sẻ cho bạn trong video này. Có thể là thứ bảy vừa rồi, dựa theo cái nóc nhà nợ của Mỹ được giải quyết, giá nó bay bổng một cái vèo đi lên như vậy. Ok, vậy đây là cái sự rút. Nhưng nhớ, có thể là ngày mai lúc bạn ngủ dậy đúng không, lại một lần nữa tất cả mọi thứ được ký vô văn bản và trở thành luật. Ok, trở thành luật có nghĩa là người ta sẽ in. Ok, và in vậy có nghĩa là cái nguồn tiền nó sẽ chạy vô hệ thống, và Bitcoin, tiền điện tử, cổ phiếu cổ phần sẽ tăng trong những ngày, những tuần, những tháng tới đây. Vậy thôi, mình là Daniel tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư Bitcoin, Ethereum hay nhất tại Việt Nam. Ngay bây giờ là 11:01, mình xin phép kết thúc. Xin chào.